Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sửa một em vỉ Natiuna đời khá là sâu rồi. Natiuna em này là quạt nó không quay, à chết, em này là con này là quạt nó quay chậm, quay là đờ các bạn. Điều chỉnh tốc độ to mà nó cũng không quay ạ, nó cũng không quay nhanh được ạ. Thì cái máy này là máy nội địa, điện 100. Thì đối với cái dòng máy điện 100 này thì mình chỉ cần có một cái cục biến áp đổi nguồn sang điện 100V này thôi. Đó. Thì vì đây là sửa nguyên cái vấn đề về quạt lạnh, quạt dần lạnh. Thì mình chỉ tháo nguyên vỉ mặt lạnh thôi. Tháo vỉ lạnh thôi. Trên cái vỉ này nó có hai bo. Trước khi ấy thì mình sẽ chạy qua cho các bạn xem. Đây. Quạt quay đây các bạn. Đó. Quạt quay nó rất là chậm. Các bạn có thể nhìn. Quạt quay chậm, lờ đờ đấy. Cái dòng Natiuna này thì nó cũng gần giống, tương tự với lại Panasonic các bạn ạ. Nó tương tự với Panasonic. Thì cái khối điều khiển quạt của nó cũng như vậy thôi. Cái điện áp của nó cũng tương đương nhau. Do nó chỉ khác nhau ở cái là ở trên máy đời mới bây giờ thì họ sẽ chạy điện, chạy cái quạt này 300V này, chạy DC 300V, nhưng ở đây thì nó chạy DC 140V. Quạt của Natiuna 140V. Chỉ như này nhé, nó phải quay tít được rồi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi tiến hành kiểm tra. Còn trước khi kiểm tra thì chúng ta sẽ lần dò một chút để đưa ra cái phương án sửa chữa. Thì để sửa được một cái vỉ mạch thì các bạn có thể phải hiểu được qua một chút cái sơ đồ nguyên lý của cái mạch quạt này. Thì các bạn cứ lần từ cái giác quạt này. Đó. Lần từ cái giác quạt này, lần ngược lại. Thì ở cái quạt này á, thì nó sẽ được cung cấp một cái điện áp là 140V vào chân và chân số 1 là chân cấp điện áp 140V và chân số 2 là chân mát. Hôm nay mình sửa cái bệnh nó quay yếu thì mình sẽ chỉ đi nói về cái chỗ nó quay yếu thôi, còn những cái khác, cái xung nhận xung hoặc là mở nguồn thì mình không nói đến nhé. Ở đây nó có PC005, PC006, PC004 và PC001, PC003. Đó. Thì hôm nay sửa cái phần quạt yếu này thì các bạn sẽ cho bỏ qua những cái kia đi. Vì quạt nó đã quay rồi thì những cái kia nó sẽ tốt rồi. Còn chỉ duy nhất quan tâm đến cái PC06 là cái điều khiển để cho quạt quay nhanh quay chậm. Đó. Thì để cái quạt này nó quay được nhanh quay được chậm ấy, thì nó phụ thuộc vào IC vi xử lý này. Tiếp đến là nó được quyết định bởi con PC006 này. Tiếp theo nữa là nó sẽ được quyết định bởi cái con Q này. Q này thì ở trên đây mình không biết nó ghi bao nhiêu, nhưng mà ở đây cái con Q này. Tiếp đến là con Q nó mới điều khiển cái điện áp vào cái chân nhân máy đây. Đây đây. Vào chân số 3 các bạn nhá. Con Q này đấy. Nó sẽ điều khiển vào chân số 3 này. Đó.
đưa ra cái mức điện áp cao thấp đấy để điều khiển cho cái quạt này hoạt động. Trong cái quạt này thì nó có mạch các thứ đó. Thì cách của mình kiểm tra thì thường là như thế này, mình sẽ bắt đầu test tác động nguội từ đầu đến từ phía của đằng quạt này ngược lại để mình loại trừ ra. Thì bây giờ quạt nó đã quay thì mọi điều kiện nó đã có, quạt đã quay thì mọi điều kiện nó đã có, vấn đề là nó quay nhanh quay chậm thì nó chỉ ở cái phần cái mạch điều chỉnh tốc độ đó. Thì điều chỉnh tốc độ thì cái vi xử lý thì mình không nói rồi đúng không, cái vi xử lý thì mình bỏ qua đi bởi vì là nó đã phát lệnh cho quay đấy. Và cái quạt này thì mình cũng bỏ qua luôn nhá, vì nó đã quay thì tức là nó ổn đấy. Thì còn bây giờ mình sẽ kiểm tra duy nhất là hai con, một là con PC006 này, nó ghi trên mạch đấy đó. Gọi là con photo quang đấy. Hai là con quy này. Thì để loại trừ tiếp theo thì mình sẽ thử luôn. À đây. Cái con photo quang PC006 này này. Đó, cái chân chân 12 nó thì được nhận lệnh từ vi xử lý. Chân 112 của nó thì được nhận lệnh từ vi xử lý này. Còn cái chân 34 ấy là nó một chân nối thẳng xuống mát. Một chân nối thẳng xuống mát và một chân nối, một chân được đưa vào cái chân B của con quy này. Chân B của con quy. Mục đích nó đưa vào cái chân B của con quy này để điều khiển cho con quy này nó dẫn mạnh dẫn yếu để điều chỉnh cho cái tốc độ quạt này quay nhanh quay chậm. Đó. Thì cái con PC006 này, một chân được nối mát, chân 3, chân 4 này, chân 4 được nối mát. Chân 4 nó được nối mát thì đồng nghĩa với cái việc cái con quy này là con thuận nhá. Đấy, thì chân B này được nối mát hết cỡ thì nó sẽ đưa điện, nó sẽ dẫn mạnh nhất để đưa cái tốc độ quạt quay nhanh nhất. Đó. Thì các bạn thử bằng cách này. Để mình phân loại luôn quạt do quạt hay do cái con quy này. Thế bạn chỉ cần chập vặn thang đồng hồ về 250mA thành cái dây dẫn. Các bạn chập hai cái chân này. Chập cái chân B, hai chân 34 này của con PC006 này này. Chập vào nhau. Thì đương nhiên con quy này được dẫn mát toàn bộ xuống mát thì con này nó sẽ dẫn mạnh nhất. Thì khi đấy cái tốc độ quạt sẽ quay lớn nhất. Đó, thì bây giờ mình thử nhá. Đây. Các bạn để ý này. Cắm điện các bạn chú ý cái điện này, nhỡ nhầm cái là nổ bụp bụp. Đây. Mình đã cắm điện và bật cho máy chạy. Đây là quay rất là chậm. Đây mình để sẵn đây. Bây giờ mình sẽ chập hai cái chân này vào. Chập vào để cho nó quay nhanh. Chập vào để cho nó quay nhanh nhá. Đưa thẳng vào chân B này. Đấy. Các bạn thấy nó quay tít hết cỡ chưa? Đó. Dừng. Quay rất chậm này. Mình đưa xuống mát cái là nó quay vù vù. Thế thì ở cái trường hợp này thì các bạn có thể suy luận tiếp được một cái nữa ngược lại là với cái trường hợp mà quạt quay hết cỡ. Đó, với cái trường hợp mà quạt quay hết cỡ thì ngược lại đúng không các bạn? Thì là cái là do nó dẫn mạnh quá. Do cái con PC nó chậm dẫn mạnh quá thì làm cho quạt quay hết cỡ và cũng không điều chỉnh được tốc độ. Đó. Thì đây một cái chia sẻ nhỏ mà các bạn có thể sửa được hai cái bệnh. Đó. Đây, bạn đưa vào quay zip dầm luôn. Đó. Thì qua cái phân loại như thế này á thì các bạn chúng ta có thể suy luận được ra rằng là cái con quy này vẫn tốt này và quạt này vẫn tốt nha. Đó. Thì cái vấn đề bây giờ là rất đơn giản thôi.
nhấc cái con PC 006 này ra, thay bằng con PC, thay bằng con ô tô khác, thay con so quang khác. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện luôn. Con nồi điện này á? Không, con đấy con vừa sửa xong. Nó ọp ẹp quá. Nguồn á, cục biến thế đấy à, nổ cục đấy à, của máy Aqua hả, Aqua 9 cân, đổ cái đấy anh vứt mạnh đây em kiếm thay không. Ok, vậy là mình vừa xử lý xong các bạn nhé, vừa xử lý xong giờ test cho các bạn xem. Test không thì chúng ta để cái chế độ quạt gió không này. Đây tốc độ quay chậm, quay nhanh hơn chút, quay nhanh hơn cỡ. Đó là quay tốc độ mạnh nhất này, quay chậm nhất này. Đó. Số nhỏ nhất này. Như vậy là bây giờ quạt này đã được điều khiển tốc độ gió bình thường. Nếu các bạn muốn thử thì các bạn để chế độ quạt gió ấy, đừng để chế độ lạnh. Nếu mà để chế độ lạnh thì vì là đây không có máy nén để chạy lạnh nên nó sẽ không quay tít. Đó, để chế độ quạt gió thì sẽ test được. Đó, chế độ quay nhanh nhất ấy, thì nó đưa cho ra cái điện áp là 8V, hơn 8V, gần 9V. Trở về chế độ thấp nhất. Thấp nhất thì nó đưa cái điện áp rất là cao.